với sự tham gia của các diễn viên Lưu Hiểu Diệp vai Lưu Tinh, Phương Đào vai Hứa Chí Tân, Tôn Hạo Dương vai La Hải, Tô Mộng Mộng vai Hổ Nụ, Khang Ân Hách vai Huỳnh Hiểu Ba, Hoắc Dung Nhi vai Lâm Tuyết và một số diễn viên khác. Biên kịch Hầu Khánh Chiêu, Chứ Dũng, Hoàng Lạc, Dụ Dương. Đạo diễn Từ Thiên Kiệt, Hổ Từ, Hoàng Tùng. Bộ phim Độc Tâm Thám Án. Đây rất giống bản phác thảo hiện trường giết người. Thi thể trước khi bị di chuyển, hướng người bị hại nằm trên đất, giống hệt với trên bản vẽ này. Có một vấn đề, nghe nói hiện trường vụ án chỉ có một thi thể mà thôi, tại sao trên bản vẽ này lại có tới hai người được chứ? Điều này chỉ có thể chứng tỏ tác giả của bản vẽ này có vấn đề về tinh thần nghiêm trọng. Có thể hắn vẽ hai người trong lúc hoảng hốt. Nhưng mà bức vẽ này là ở trên người của Khổng Binh. Có thể hắn chính là vẽ nó ở hiện trường án mạng. Mọi người đừng quên, não của Khổng Binh từng bị tổn thương nặng, rất có thể nảy sinh ảo giác. Không đúng, theo như tôi biết, Khổng Binh không có khả năng hội họa. Hơn nữa anh ta coi vẽ rất đẹp, cái này người thường sao vẽ ra được. Thứ ba. Dạ. Vô đây chút. Đội trưởng, ông tìm tôi sao? Thứ ba, cậu lên mạng tìm kiếm rồi so sánh thử đi, coi bản vẽ này giống với phong cách của tác giả nào nhất. Không cần so sánh, người này tôi biết. Ai? Âu Dương Hạc. Âu Dương Hạc. Âu Dương Hạc. Bác Tài à, mau chạy đi. Âu Dương Hạc. Nói đi Hữu Ba. Rõ. Âu Dương Hạc từng có một người vợ kết hôn được 2 năm, tên là Trần Di Nhiên. Hai người họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Nhưng mà nửa năm trước đã xảy ra một vụ án cưỡng bức rồi giết người. Nạn nhân chính là Trần Di Nhiên. Lúc đó thì Âu Dương Hạc cũng ở bên cạnh cô ấy. Họ gặp một nhóm tội phạm, hình như đã uống rượu. Âu Dương Hạc đã bị đánh đập, sau đó Trần Di Nhiên lại bị giết. Có bắt được hung thủ chưa? Bắt được một tên. Có điều Âu Dương Hạc không phục, kiện cáo nhiều lần nhưng không có kết quả, yêu cầu phải triệt để. Tôi trước giờ cũng không để ý chuyện này cho lắm. Hơn nữa, trước kia Âu Dương Hạc cũng không hay vẽ kiểu này. Có điều, nhìn từ phong cách của bản vẽ lần này, lập tức có thể nhận ra đó là anh ta vẽ. Đã liên hệ với quản lý của Âu Dương Hạc rồi. Người quản lý này nói, gần đây Âu Dương tâm tính thất thường, từ chối tham gia một hoạt động quảng bá công khai, thậm chí đến tranh cũng không muốn vẽ nữa. Để tránh quản lý tìm tới làm phiền mình, anh ta cũng không về nhà nữa. Còn không về nhà sao? Đã mấy ngày không về rồi? Chắc khoảng 2 ngày rồi. 2 ngày. Được, thông báo ra ngoài. Sân bay, ga xe lửa, xe khách đường dài, nghiêm ngặt giám sát hai người này. Còn nữa, điều tra quan hệ xã hội của hắn và những người bạn thân thiết khác. Khách sạn lớn nhỏ, nhà nghỉ đều phải điều tra. Dạ được, tôi đi ngay. Đợi đã. Bản vẽ này tuy là Âu Dương Hạc vẽ, nhưng mà chúng ta lại phát hiện nó trên người Khổng Binh. Trước khi hắn và đội phó gặp nhau thì Khổng Binh đang ở trong khách sạn. Lập tức điều tra khách sạn này. Cô nói xem tại sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là gần đây có người chết, sau đó lại thêm một tên điên ở chỗ chúng tôi nữa. Trời ơi, cứ như vậy thì tôi làm sao làm ăn được đấy. Chị chủ à, chị đừng hoang mang quá. Chị cố nhớ lại coi, hai người đó có quen nhau hay không vậy? Đâu có quen. Họ người trước người sau tới đây mà. Trong đó còn có một người có dao nữa. Hắn vào đây là lúc đó tôi đã đăng ký.
Sau đó thì chồng tôi thay ca cho tôi. Còn tên thần kinh kia sau đó mới vào thuê. Xin chào anh, tôi muốn thuê một phòng. Sau đó lúc trả phòng, đến cửa phòng cũng không đóng. Trong phòng lại rất lộn xộn, tôi phải kêu mấy người phục vụ phải dọn dẹp lại đó. À mà đúng rồi, đi, tôi đưa các cô lên coi. Bác Tài, phiền ông đi nhanh hơn chút đi. À, được rồi, được rồi. Âu Dương Hạc này chắc chắn là giết người để trả thù. Vợ hắn bị cưỡng bức rồi giết hại ngay trước mặt của hắn. Hắn đã bị sang chấn tâm lý rất nặng nề. Vì vậy, hắn đã tự biến bản thân thành một kẻ báo thù trong tranh. Cô coi những bức tranh này đi. Không chỉ là cách giết người vô cùng khoa trương, hơn nữa tất cả quá trình hắn cũng vẽ ra. Lâm Tuyết à, tôi thấy trong số tranh này chắc chắn có manh mối mà chúng ta cần. Đội trưởng, hãy coi bức tranh này. Nơi này rất có khả năng là nơi gây án tiếp theo của Âu Dương Hạc. Nếu như nơi này là địa điểm gây án tiếp theo của Âu Dương Hạc, vậy thì có khả năng cũng chính là địa điểm mà nanh sói tụ tập. Sao? Lâm Tuyết à, gọi điện cho đội trưởng Dương để cậu ta xác định vị trí cụ thể của nanh sói. Sao? Ngồi chắc nhờ. Uống thoải mái đi, ta phải bỏ ra nhiều tiền lắm. Rượu giang này hơn một vạn đó. Uống đi. Giơ tay lên. Ai phái mày tới vậy? Tao trả gấp đôi tiền. Mày có biết đau không? Có biết đau chưa hả? Đau, đau lắm. Cái ngón tay của mày đã động vào cô ấy, mày có biết không hả? Anh bình tĩnh lại đi. Không liên quan tới anh. Tôi là cảnh sát. Đại ca, cảnh sát. Cảnh sát, anh cứu tôi với. Cảnh sát. Hắn đã giết vợ của tôi. Tôi biết anh và hắn có thù hận, nhưng mà anh không thể dùng cách cực đoan này để giải quyết vấn đề được. Vậy thì anh kêu tôi phải làm sao đi? Nành sói, bằng chứng phạm tội của anh tôi đã lấy được rồi. Buôn thuốc phiện, tổ chức bán dâm, tội ác chồng chất. Pháp luật tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Không được, tôi tự mình phải giải quyết thôi. Anh nghe tôi nói đi. Anh bình tĩnh lại. Nè, bình tĩnh lại đi. Anh nghe tôi nói đi mà. Nè, bình tĩnh đi. Pháp luật sẽ... Đưa đi. Dương Qua, giao cho anh đó. Yên tâm đi. Khổng Bình à, tôi là Dương Qua. Không sao rồi.
Tất cả đã qua rồi. Đi thôi. Xã. Hơn một năm qua em đã sống ra sao không? Anh có còn coi em là vợ của anh không? Bà xã, có còn nhớ hai chúng ta lúc mới kết hôn hay không? Lúc đó nhà của anh rất nghèo. Mẹ của em đòi anh đưa sính lễ. Mấy ngày chưa gọi đầu rồi. Nếu anh còn không trở về, cả đời này em cũng sẽ không gọi đầu đâu. Anh làm sao vậy? Anh không sao đó chứ? Hả? Không sao. Chắc là hai ngày nay anh mệt quá. Bà xã, em yên tâm, anh nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao đâu. Ừ. Vậy anh mau mau vô trong ngủ một giấc đi, được không? Khổng Binh và Âu Dương Hạc có bối cảnh xã hội và trải nghiệm tâm lý. Nhìn qua thì khác nhau, nhưng lại cùng bị một vấn đề tâm lý. Họ cần bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp chữa trị càng sớm càng tốt. Cùng với việc xã hội ngày càng phát triển, những vụ án phức tạp có động cơ tâm lý phạm tội rất có thể sẽ ngày càng nhiều. Tăng cường xây dựng tâm lý khỏe mạnh, phòng còn hơn tránh, cũng là một phần công việc của đội trọng án chúng tôi. Kết quả kiểm tra sao rồi? Dùng tổn thương
đã cơ bản không có vấn đề gì rồi. Đội trưởng, tôi có thể về đội được chứ? Tôi còn sốt ruột hơn cậu nữa. Có điều cậu còn một đợt điều trị tâm lý ngắn hạn nữa. Được, tôi nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Đi thôi, dẫn cho cũ ha, tôi mời cậu. Rồi, lần này anh mời nha. Tại sao vậy? Không thể bắt tôi trả nữa, tôi đã làm vậy suốt thời gian dài rồi. Đội phó La, Khổng Minh đã thuận lợi thông qua kiểm tra tâm lý. Và sự kiên cường của một cảnh sát nên có. Tôi nhớ có một vị triết gia đã từng nói, thứ ủng hộ chiến sĩ hành động là tín ngưỡng. Nó có thể giúp cho anh ta quên đi tất cả gian khổ đau đớn, từ đó đạt được mục tiêu mà anh ta đã lựa chọn. Cô nói rất hay. Cảnh sát chúng ta chính là phải giúp nhân dân có được cuộc sống yên ổn, không để bất kỳ phần tử tội phạm nào ngoài vòng pháp luật, để tín ngưỡng của chúng ta trở thành màu xanh hy vọng. Ừ. Đi. Ừ, xử lý được đó. Cậu sao rồi? Cứ họ gửi hết số chứng minh thư qua cho tôi đi. Nè, đội trưởng. À, rồi, đi làm đi. À, rõ, đội trưởng. Sao vậy? Có chuyện gì Lý Lạc? Tôi hả? Không có bận gì, chỉ đi quanh quanh thôi. Đi quanh quanh? Có phải có chuyện gì phiền lòng không? Nói ra chuyện nghe đi. Phiền lòng, tôi chắc chắn có phiền rồi. Phòng tư vấn tâm lý của tôi thì không có ai tới. Lý Lạc, tôi biết ngay là chuyện đó mà. Đừng nôn nóng. Thực ra thì xây dựng tâm lý vẫn là một thứ rất mới mẻ. À, có rất nhiều đồng chí không hiểu lắm. Ví dụ như trong công việc hàng ngày, trong cuộc sống nè, một người gặp khó khăn thì sẽ muốn tìm tới người thân cận nhất để tâm sự, chẳng hạn như người nhà, bạn bè. Như vậy sẽ dễ dàng đồng cảm hơn. Cậu nói có đúng không? Vậy tôi muốn hỏi đội trưởng, nếu như ông gặp một vấn đề khó, ông sẽ đi nói với ai? Tôi nói với ai sao? Ờ, Lý Lạc à, cậu tưởng là chuyện... Dương liền nổi giận, muốn giết người thợ cắt tóc này. Người thợ cắt tóc liền nói với Quốc Dương. Quốc Dương.
Tiểu Lan. Tối qua bà đã mơ thấy chuyện không tốt. Bà mơ thấy con... Bà mơ thấy... Con không cẩn thận rơi từ trên vách núi xuống. Là bà sợ vô cùng. Ba ơi, ba đừng khóc nữa. Tiểu Lan à, sau này ra ngoài phải cẩn thận đó. Không có con, ba không biết phải sống tiếp ra sao. Sau này ra ngoài con nhất định phải cẩn thận ha. Con biết rồi. Tuyệt đối phải ghi nhớ ha, cẩn thận đó. Con nhớ rồi mà. Ăn cơm. À, được. Lưu Tinh, tôi biết cô luôn muốn bắt được tôi, nhưng tôi sẽ không cho cô cơ hội đó đâu. Tôi sống với Tiểu Lan của tôi, không cần phải mạo hiểm nhiều. Đầy rẫy những người bất mãn với cuộc sống này, tôi chỉ cần chọn một người rồi chỉ đạo nhẹ nhàng, hắn liền có thể đi làm chuyện mà tôi muốn làm. Một tuần gần đây, liên tục xảy ra hai vụ trẻ em bị mất tích. Các bé mất tích đều là bé gái, tuổi tác từ 8 tới 10 tuổi. Cho tới hiện giờ thì, gia đình của các bé mất tích không nhận được điện thoại đòi tiền chuộc. Bước đầu phân tích, chắc là một nhóm người bắt cóc để buôn bán người. Theo như đồn cảnh sát xác nhận, bệnh viện Lam Thiên mấy ngày trước có tiếp nhận một bé gái khoảng 8-9 tuổi. Trên người có rất nhiều vết thương do bị trói, và còn có bệnh tim bẩm sinh nữa. Hiện tại, cô bé vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh. Qua xác thực, cô bé chính là Trương Lạc Hàm, mất tích 4 ngày trước. Nhân viên y tế xác nhận, tối hôm trước khoảng 9 giờ, cô bé được một bà lão đưa tới. Bà ấy sau khi đóng một phần nhỏ viện phí, thì không rõ đi đâu nữa. Bệnh viện Lam Thiên... Ê, hổ nụ, cô không phải mới từ bệnh viện Lam Thiên ra sao? Ờ, đúng, 2 ngày trước anh còn tới thăm tôi. Tôi biết bé gái đó, tôi đã gặp bé... Ở ngay cạnh phòng của hổ nụ còn có cả bà lão kia nữa. Hai hôm trước, sau khi hổ nụ ăn canh xong, tôi đi rửa bát thì phát hiện ra bà lão đứng ở hành lang âm thầm quan sát đứa bé đó, nhưng mà bà ấy không đi vào. Có khi nào đứa trẻ sau khi bị bắt cóc bị ngược đãi, sau đó bệnh tim bộc phát nên nghi phạm bỏ rơi? Trên người đứa trẻ này tuy có nhiều vết thương do bị trói, nhưng trước khi bé tới viện đã được xử lý cẩn thận và băng bó lại. Đám người này xem ra ít nhất cũng là 2 người trở lên. Trong đó có một người có xu hướng bạo lực, tính cách rất nóng nảy. Và còn có một thành viên khác dường như rất có lòng trắc ẩn với trẻ em. Đối với hành vi của tên bạo lực kia, hắn thực sự rất phản cảm. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì bà lão đó trước đó rất căng thẳng, nhưng sau khi cảnh sát chúng ta tới đó thì bà ấy lại không hề căng thẳng chút nào. Vậy có khi nào là người băng bó cho đứa trẻ chính là bà lão kia? Tôi cảm giác không phải. Đầu tiên, bà ấy có khẩu âm địa phương. Thứ hai, sau khi thăm hỏi đứa nhỏ, bà ấy không hề gấp gáp rời đi, mà lại hết sức bình tĩnh đi dọc ven đường nhặt rác. Theo như tôi suy đoán thì bà ấy là người nhặt rác mưu sinh. Được, lập tức kiểm tra CCTV của bệnh viện, tìm bà lão đó, tìm kiếm manh mối từ khẩu cung của bà lão đó. Rõ. Đội phó La, địa chỉ của bà lão đưa đứa bé tới bệnh viện tôi đã tìm được rồi. Vậy tôi và hổ nụ đi một chuyến. Bà Tôn à, đây là cảnh sát hình sự của thành phố, tìm bà có chút việc đó.
Anh La à, người tôi kiếm cho anh rồi, chúng tôi đi làm việc đây. Cảm ơn. Chào anh. Chào ba. Chuyện hôm trước bà đưa đứa trẻ tới bệnh viện, chúng tôi đã biết hết rồi. Hy vọng bà có thể nói tình hình chi tiết cho chúng tôi, bởi vì nó liên quan tới một vụ án. Tôi đã nói với cảnh sát rồi, không liên quan đến tôi đâu. Các anh đừng có tới làm phiền tôi nữa. Tôi không biết cái gì hết đâu. Bà, xin bà đừng lanh quanh nữa. CCTV của bệnh viện đã quay lại việc bà ở đó rồi. Việc đó thì cũng liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi mà. Bà nói mau, rốt cuộc lại kêu bà tới bệnh viện hả? Không liên quan đến tôi đâu. Hổ nụ à, tôn trọng bà ấy chút đi mà. Đứa trẻ đó là vợ tôi nhặt về, lúc đó nó đã như vậy rồi, nó thôi thấp sắp chết, không liên quan gì đến tôi mà. Bà nhặt được đứa bé ở đâu vậy? Ông chủ, xin chào, tôi là cảnh sát. À, tôi muốn hỏi thăm một người. Anh từng gặp cô bé này chưa? À, tôi biết, chính là cô bé mới mất tích 2 ngày trước đây mà. Ừ. À, người nhà cô bé và giáo viên đã qua chỗ tôi hỏi mấy lần rồi. À đúng rồi, hôm đó con bé còn ở chỗ tôi gọi điện, gọi cho ba nó. Sau đó thì qua bên kia ngồi. Cô bé ngồi đó khoảng bao lâu? Chắc cũng khoảng 10 phút gì đó. Lúc đó tôi thì đang bận đếm tiền, ngẩng đầu lên đã không thấy nó đâu nữa rồi. Nè, cái này của cô. Ông chủ, lúc cô bé gọi điện thoại, xung quanh có ai nghe trộm hoặc là quan sát con bé không? Ừ, tôi không để ý đâu. Vậy ông có thấy lúc đó có phải có người nào tới đó đón con bé hoặc là bị xe nào đưa đi không? À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Hôm đó, theo tôi nhớ, hình như là có một chiếc xe màu bạc dừng lại hỏi đường cô bé hay sao đó. Biển số bao nhiêu? Biển số hả? Hình như là B17. Rồi còn tôi không nhớ rõ đâu. Ờ, được rồi, cảm ơn anh. Ờ, không có gì. Sata với bé gái chứng tỏ hắn không có hứng thú với người thành niên, đồng thời có yêu cầu cực đoan với sự kiểm soát. Đặc điểm gây án của người này có vài điểm chung với Tào Minh. Nếu có được cơ hội, Tào Minh cũng có thể xa tay với các bé gái. Alo, Hiểu Ba. Cô hãy kiểm tra xem. Hôm bé gái mất tích, từ khoảng 4 tới 5 giờ chiều trên đường Hoàng Hải có xuất hiện một chiếc xe Dolphin màu bạc hay không? Cậu hãy kiểm tra xem. Rõ, để tôi coi thử. Tên này hình như trước đó đã có chuẩn bị rất tỉ mỉ. Con đường gây án vừa hay không có CCTV. Ờ. Đứa trẻ này tôi nhặt được ở đây đó. Là đặt ở đây nè. Lúc đó nó đặt như vậy nè. Vậy các anh làm việc đi, tôi đi đây ha. Dạ cảm ơn bà nhiều. Cái này thì có thể tìm được manh mối gì chứ, lại uổng công rồi. Sao lại uổng công được? Cô nghĩ coi, thủ phạm gây án tại sao lại bỏ đứa trẻ ở lại nơi bẩn thỉu lộn xộn như vậy? Hắn chắc chắn là một tên lôi thôi, đã quen với môi trường lộn xộn như vậy rồi. Tôi nghĩ là thủ phạm chắc chắn là đàn ông đó. Dạ, gần đây anh làm việc với chị Tinh nhiều quá nên đã học được phân tích tâm lý rồi. Đây là kinh nghiệm tích lũy thôi, cô cũng học nhiều vào đi. Học cái gì mà học chứ. Tôi cũng lôi thôi, nhưng tôi là phụ nữ mà. Nana, em khát không? Chị đi mua chai nước nha. Dạ.
Trong một khoảng thời gian ngắn, lại có đứa trẻ mất tích. Mọi người tổng kết manh mối trong tay của mình đi. Chuyện là một đứa trẻ mất tích ở gần công viên Sao Đỏ. Lượng xe qua lại chỗ đó rất cao. Lúc đó, Đinh Đinh vào siêu thị chưa tới 5 phút đã quay ra, thì phát hiện Nana đã biến mất. Chẳng thấy bóng dáng Nana đâu cả. Mọi người, hãy nhìn tấm hình này. Kiosk này ở gần phòng thể dục. Ông chủ kiosk nói, lần cuối cùng anh ta nhìn thấy Trương Lạc Hàm chính là ở vị trí này. Điểm tương tự lớn nhất giữa hai vụ án này là gần đường lớn. Ông chủ nói, lần cuối cùng nhìn thấy Nana cũng là ở vị trí này. Ông ấy nhìn thấy một chiếc xe đuôi phanh bạc, dừng lại hỏi đường Nana. Ai hỏi đường mà lại hỏi trẻ con chứ? Hẳn chắc chắn không phải là hỏi đường đâu. Đứa trẻ lần trước bị mất tích, được đưa tới bệnh viện, đã được băng bó. Rất có khả năng là vợ chồng cùng nhau phạm tội. Trong đó có một người nhân cách nổi nóng, ngược đãi trẻ em. Kẻ ngược đãi giữ vị trí chủ chốt. Đúng vậy, người còn lại chính là hỗ trợ gây án. Nhưng mà hai người họ có cảm giác khác nhau với trẻ em. Vì vậy cho nên hắn âm thầm giúp đỡ đứa trẻ. Phụ huynh nói tới hiện tại chưa nhận được bất kỳ điện thoại đòi tiền nào. Mục đích của hắn chắc không phải tống tiền. Mấy đứa trẻ mất tích này đều là từ những gia đình đơn thân. Bình thường được cha mẹ nâng như nâng trứng. Lúc này sự lo lắng của cha mẹ rất dễ suy đoán được. Nào. Thời gian chính là sinh mạng. Lúc này khắc họa chính xác tâm lý của nghi phạm rất quan trọng với việc nhanh chóng tìm ra tụi nhỏ. Vụ án này lại khiến tôi nghĩ tới Tào Minh. Là bởi vì quán muốn bắt hắn đã ảnh hưởng tới phán đoán sao? Mỗi đứa một chén. Ăn đi. Ăn nhiều một chút. Nè, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ha. Đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Xin lỗi nghe. Sao lại ngủ ở đây vậy? Trễ quá rồi, tôi ngại không dám về. Vợ tôi lại cằn nhằn nữa. Chuyện riêng ở nhà ông phải chú ý nhiều hơn đi. Không sao đâu, cứ nói đi. Đây, cho tới hiện tại, vụ án này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Điểm nào chưa rõ ràng? Ông coi đi, trước đó chúng ta đã cho rằng là một nhóm tội phạm bắt cóc tống tiền gây án. Nhưng mà sau đó chúng ta phát hiện mấy đứa trẻ này đi học ở các trường khác nhau, nhưng mấy ngôi trường này lại ở những nơi gần nhau, phạm vi rất là nhỏ, như vậy sẽ tăng mạo hiểm khi gây án của nhóm tội phạm này. Hơn nữa bệnh tim của Trương Lạc Hàm lại tái phát nữa. Chỉ có cô bé biết nghi phạm gây án kia là ai mà thôi. Nhưng mà nhìn vết thương được băng bó của con bé và tình hình hiện trường phát hiện, đối phương rất hy vọng cứu được cô bé. Mong cứu được cô bé? Ừ. Kỳ lạ. Lưu Tinh à? Cô cho rằng còn có thể có khả năng nào khác nữa không? Hai nhân cách. Một người gây án. Chứng cứ cụ thể. Hiện tại tôi vẫn đang họp với mấy người chỗ La Hải, phân tích cụ thể mới có thể đưa ra kết luận được. Nhưng mà vụ án này ông đừng quản nữa. Cứ giải quyết cho xong chuyện nhà của ông đi. Công việc là quả bóng cao su rơi xuống đất vẫn lật lên được mà. Gia đình lại là bóng thủy tinh rớt xuống rồi là không thể liền lại được đâu. Lưu Tinh, chuyện nhà tôi cô đừng để ý nữa. Công việc về gia đình tôi biết phải xử lý ra sao mà. Vừa nãy có một cái cô nói tới trường học và khoảng cách này. Cô nói lại lần nữa coi. Đừng sợ.
để bé heo ngủ cùng với các con có được không? Ha, nè, để đây nha. Alo, Đồ Phố La. Mấy đứa nhỏ đều học vẽ tại các cơ sở đào tạo khác nhau, không quen không biết. Tôi nghĩ chúng ta bỏ qua một vấn đề. Đó là lý lịch giáo viên tại các cơ sở đào tạo khác nhau ở trường học. Giáo viên của cơ sở thường là cộng tác viên. Cậu cũng có manh mối gì thì nói mau đi. Quách Thắng Hoa, nam 34 tuổi, nhóm máu B, tốt nghiệp khoa sơn dầu mỹ thuật tỉnh, đã từng đứng lớp hội họa rất nhiều cơ sở hoặc là dạy thay. Tôi đã gửi địa chỉ hiện tại và cách thức liên lạc của anh ta vào điện thoại của anh rồi. Được rồi, cậu gửi tin này cho mấy người chỗ Lâm Tuyết đi. Quách Thắng Hoa, địa chỉ ở đâu? Được, tôi biết rồi. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Kiếm tôi hả? À, có chuyện gì vậy? À, chúng tôi có thể vô trong nói chuyện không? Không được, là vì nhà tôi có trẻ con cho nên hơi ngại gặp người lạ. Để tôi vô trong xử lý trước. Ấy, hắn không phải chưa có con sao? Đồng Đồng, đừng có chạy lung tung. Đã dạy hoài sao không chịu biết lễ phép gì hết. Thật ngại quá, để hai vị chê cười. Tôi buộc phải ôm nó. À, chuyện này, nào nào, hai vị cảnh sát ăn táo đi, cái này mới rửa. Ê. Ê, cái đó dơ lắm, nhiều bụi. Không sao. Chỗ này là của bé Nhạnh Vẽ hả? À, tôi có đi dạy thêm, dạy cho mấy đứa nhỏ vẽ tranh. Đây đều là bài tập tụi nó giao cho tôi. Ba đứa nhỏ này đều là học sinh của anh sao? Hôm nay tới, chúng tôi chỉ là muốn tìm hiểu tình hình của chúng. Tiểu Bảo, Trương Lạc, Hàm, Nana. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tụi nhỏ đều mất tích rồi. Học ở các cơ sở khác nhau, lớp học khác nhau, giới tính cũng khác nhau. Điểm chung duy nhất chính là đều là học sinh của anh. Không, không phải chứ, các cô bộ đang nghi ngờ tôi bắt cóc trẻ con hả? À, hiện tại chúng tôi chỉ tới tìm hiểu tình hình. À, có thể cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh một chút không? Cứ tự nhiên. À, bên này nè, qua bên đó quẹo vô. Chuyện này, đồng chí cảnh sát à, có chuyện gì cứ hỏi tôi chắc chắn biết được gì tôi sẽ nói. À, còn không biết thì thôi nha. Chuyện là vậy. Hả? Ba đứa nhỏ này mất tích, trong đó có một đứa tên là Trương Lạc Hàm. Trong khi bị bắt cóc thì bệnh tim của bé đã tái phát, được đưa vô bệnh viện. Hy vọng là anh có thể hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Lần cuối anh gặp ba đứa nhỏ này là khi nào hả? Lần cuối cùng sao? À, đồng chí cảnh sát, thực ra là bản thân tôi lên lớp dạy ở 5 cơ sở khác nhau. Lúc đó tôi còn đứng lớp thay mỗi lớp. Học viên khoảng 15 cho tới 20 em lận đó. Cho nên thật sự mà nói với cảnh sát đây, nếu nói riêng về ba đứa nhỏ này, tôi chỉ có thể nói là có chút ấn tượng nhỏ. Vậy thì nói về ấn tượng của anh đi. Nếu nói là có ấn tượng thì cũng có vài cái. Nhưng mà nếu như có liên quan tới bắt cóc thì... Đúng là có một bé trai tên là gì ta? Cái gì Dương Kỳ Kỳ á. À, mẹ của em đó đóng học phí cả năm. Sau đó thì em đó không tới lớp nữa. Hơn nữa thì học phí này á cũng không tới đòi trả lại luôn. Cậu bé từ lúc nào thì bắt đầu không đi học nữa? Cũng phải 2 tháng. Lúc đó tôi có gọi điện thoại cho mẹ của thằng bé mấy lần. Sau đó mẹ thằng bé nói với tôi đã ly hôn với ba của nó rồi.
Đứa trẻ này không có ở chỗ ba nó nữa. Nói thật với đồng chí cảnh sát nha, tôi thấy chính là nói ba thằng bé có thể không muốn để vợ cũ đóng học phí cho con mình. Anh từng gặp ba của Dương Kỳ Kỳ chưa? Ôi trời, đừng nhắc nữa. Đàn ông gia trưởng đều điển hình, nhỏ nhen keo kiệt. Đồng chí cảnh sát à, tôi thấy người này tâm lý bất bình thường. Ừ, cảm ơn anh đã phối hợp. Chuyện nên làm mà. À còn nữa, nhất định phải điều tra người đàn ông kia nha. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định không bỏ qua bất kỳ manh mối nào.